Duy xin chào ạ. Duy xin chào. Mọi người vào xem live stream của Duy Gia Lộc đi ạ. Mọi người à, tối hôm nay mọi người đi đâu hết rồi ạ? Mọi người vào xem ạ. Các anh chị ơi, mình muốn được nhận được phiếu mua hàng trị giá 100.000 thì hãy nhanh tay vào xem live stream của Jody Gia Lộc và chia sẻ live stream cho Jody nhé mọi người nhé. Mọi người ai đang xem có thể cho em xin một chấm nào để em có thể chào các anh chị được không ạ? Các anh chị ơi, nhanh tay comment và chia sẻ live stream các anh chị nhé. Và trong live stream ngày hôm nay thì Jody Gia Lộc sẽ dành tặng một phần quà rất là đặc biệt là phiếu mua hàng trị giá 100.000. Phiếu mua hàng trị giá 100.000 cho các anh chị có lượt chia sẻ live stream cho các hội nhóm nhiều nhất các anh chị nhé. Các anh chị có thể dùng để mua bất kỳ sản phẩm thiết kế, hàng thiết kế nguyên giá của Jody các anh chị nhé. Tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000 cho các anh chị có lượt chia sẻ live stream ngày hôm nay nhiều nhất ạ. Các anh chị ơi, mình vào xem có thể cho em xin một chấm được không ạ? Mọi người có thể chào để em có thể chào các anh chị được không? Cho xin một chấm để em có thể chào các anh chị và nhìn thấy các anh chị nhé. Hôm nay em sẽ tặng một phiếu mua hàng, chỉ duy nhất một phiếu mua hàng trị giá 100.000 ạ. Cho các anh chị chia sẻ live stream ngày hôm nay của Jody Gia Lộc nhiều nhất được không ạ? Các anh chị ơi, hiện tại thì em chưa thấy comment của ai ạ. Không biết là có phải do máy chủ chưa hiện lên không ạ? Thì các anh chị có thể chia sẻ để tương tác của mình được hiện lên các anh chị nhé. Chia sẻ live stream cho Jody, các anh chị sẽ có cơ hội nhận được một phiếu mua hàng trị giá 100.000 ạ. Em chưa nhìn thấy comment của ai luôn. Thế rồi không biết là... Các anh chị có thể chấm cho em xin một chấm để đỡ trôi được không ạ? Em chưa thấy comment của ai hiện luôn ạ. Cũng xin chào chị Hoàng Yến, comment đầu tiên đã hiện và cảm ơn chị Hoàng Yến ạ. Các anh chị ơi, mình comment và chia sẻ live stream giúp Jody nhé. Một phiếu mua hàng trị giá 100.000 sẽ dành cho các anh chị nào trong live stream ngày hôm nay chia sẻ live stream trên các hội nhóm nhiều nhất được không ạ? Xin chào 6 anh chị đang xem live stream của Jody Gia Lộc. Hiện tại thì Jody Gia Lộc về rất là nhiều mẫu sản phẩm thu mới ạ. Em xin chào chị Hương Tây. Các anh chị ơi, mình có thể thả tim hoặc comment cho em xin một chấm được không ạ? Để em có thể chào các anh chị nhé. Hôm nay thì em muốn tặng một phần quà trị giá 100.000 là phiếu mua hàng 100.000 cho các sản phẩm hàng thiết kế của Jody các anh chị nhé. Em xin chào chị Diệu ạ. Chào chị Diệu Nguyễn. Các anh chị ơi, chia sẻ live stream là phiếu mua hàng trị giá 100.000 sẽ dành cho các anh chị chia sẻ live stream ngày hôm nay nhiều nhất nhé. Mọi người ơi, chia sẻ live stream cho em nhé mọi người nhé. Rất là nhiều mẫu hàng mới về thì hôm nay em... Xin chào chị Hồ Ngân ạ. Xin chào chị Lê Như Quỳnh, em đã nhìn thấy các comment của các anh chị rồi. Các anh chị tiếp tục comment, xin chào các anh chị để em có thể chào các anh chị nhé. Chị Ngân đúng không ạ? Vâng, chị Ngân ạ. Các anh chị hãy chia sẻ live stream nào. Một phiếu mua hàng trị giá 100.000 cho bất kỳ các sản phẩm hàng thiết kế của Jody các anh chị nhé. Nhanh tay chia sẻ live stream nào các anh chị ơi. Nhận quà của Jody Gia Lộc cực kỳ đơn giản ạ. Chỉ cần các anh chị theo dõi live stream của Jody và chia sẻ live stream của Jody cho các anh chị nhé. Nhanh tay chia sẻ live stream cho các anh chị ơi. Nhanh tay nào. Mọi người chia sẻ live stream nhé. Em xin chào chị Chuột Nhỏ nào. Các anh chị ơi, tiếp tục chia sẻ live stream nào. Đông người xem một chút thì em sẽ giới thiệu các mẫu sản phẩm hàng thu lên kệ của Jody rất là nhiều các anh chị nhé. Và anh chị nào mà được tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000 thì mình sẽ được giảm trực tiếp trên sản phẩm của Jody luôn ạ. Chia sẻ trên 20 nhóm rồi. Em cảm ơn chị Lê Như Quỳnh ạ. Các anh chị chia sẻ nhiệt tình giúp Jody được không ạ? Để bạn bè người thân của mình có thể ngắm được những cái mẫu sản phẩm mới nhất của Jody các anh chị nhé.
và rất là nhiều chương trình cực kỳ hấp dẫn dành cho các anh chị đúng không ạ? Nhanh tay nào các anh chị ơi. 13 anh chị đang xem, em chào chị Hường Sún ạ. Các anh chị ơi, tiếp tục comment để em có thể chào các anh chị nào. Đông người xem thì em sẽ bắt đầu giới thiệu các mẫu sản phẩm cho các anh chị nhé. Tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000 cho các anh chị có lượt chia sẻ trên các hội nhóm nhiều nhất nhé. Duy nhất phần quà chỉ có tại Zody Gia Lộc thôi các anh chị nhé. Chỉ có tại Zody Gia Lộc thôi ạ. Và em sẽ xem các lượt chia sẻ của các anh chị nhé. Nhanh tay nào các anh chị nhá. Rất là đơn giản thôi các anh chị ơi. Xem có bon chen được gì không. Bon chen được chứ Hà Bi. Hà Bi giờ đi làm rồi nên là không có thời gian xe nhiều đúng không nhỉ. Trước nhận quà rất là nhiều. Chị Hà Bi cũng là một trong những khách hàng của Zody. Và cũng rất là nhiều lần được nhận những cái phần quà trong mini game của Zody ạ. Áo Việt Nam không? Chị ơi, áo Việt Nam bên em có chị nhá. Và hiện tại áo vest nam thì bên em đang có chương trình mua một áo vest và một quần Âu của nam, là một bộ vest ạ, sẽ được tặng ngay một áo sơ mi trị giá 399.000 các chị nhé. Cảm ơn chị chuột nhỏ, cảm ơn tất cả các anh chị đã đang xem livestream của Zody Gia Lộc và chia sẻ livestream của Zody Gia Lộc. Và chắc chắn một phần quà trị giá 100.000 là phiếu mua hàng giảm giá 100.000 sẽ dành cho anh chị có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất các anh chị nhé. Tính như các hội nhóm được không ạ? Các chị nào có thể comment giúp em một bình luận là tặng phiếu mua hàng 100.000 được không ạ? Hiện tại em không cóp được cái này. Ở đây được ạ. Có hàng gì mới cho xem. Ok, em sẽ bắt đầu giới thiệu các mẫu sản phẩm cho các anh chị nhé. Ok, các anh chị đã hào hứng các anh chị ạ. Tiếp tục chia sẻ giúp em được không ạ? Đây ạ, ok, em sẽ xin phép giới thiệu mẫu đầu tiên nhé. Em sẽ xin phép được giới thiệu cái mẫu sơ mi đầu tiên em đang mặc trước đúng không ạ? Nó là một dáng sơ mi trễ vai các anh chị nhé. Mình có thể mặc co lên như em đang mặc đây ạ. Ok, cảm ơn chị Như Quỳnh. Em đã gửi ghim được rồi, cảm ơn chị Như Quỳnh. Như mẫu đầu tiên là sơ mi dáng như em đang mặc. Sơ mi trễ vai các chị nhé, nó chun ở phần ngực này. Mình mặc rất là dễ, các chị có thể kéo phần vai xuống cũng được. Mặc rất là trẻ trung nhé. Đây, mặc kết hợp với cả chân váy hoặc là quần jean rất là đẹp các chị nhé. Hai dáng mặc các chị có thể mặc lên như này hoặc là mặc co lên như lúc nãy, lúc đầu tiên em mặc đấy ạ. Rất là dễ mặc đúng không ạ? Và mẫu sơ mi chỉ có giá là 399.000 thôi ạ. Em chào Tuyển nhé. 399.000 và trong livestream ngày hôm nay, chị nào có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất trên các hội nhóm sẽ được giảm ngay 100.000 cho mẫu sản phẩm như em đang mặc nhé. 399.000 giảm 100.000 thì chỉ còn có 299.000 thôi đúng không ạ? Rất là rẻ khi mà các anh chị chỉ cần tương tác với Zody, chia sẻ cho Zody thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho các anh chị ơi. Giá mắc thế, mắc thế mà chị thấy Tuyển rất là nhiệt tình ủng hộ Zody Tuyển nhé. Tuyển ơi, rất là nhiều mẫu. Các chị ơi, mẫu này thì phối thêu hoa ở tay này rất là xinh nhá. Thêu hoa ở tay này rất là xinh và trẻ trung rồi các chị này. Chun ở tay, chun bèo ở tay các chị nhá. Đây ạ, dáng này mặc rất là trẻ trung luôn. Các chị có thể kết hợp với cả quần jean, chân váy ôm hoặc là chân váy xòe như em đang mặc nhá. Chỉ với giá là 399.000, các chị sẽ được giảm ngay 100.000 nếu mà mình có lượt chia sẻ livestream ngày hôm nay nhiều nhất đúng không ạ? Chỉ duy nhất một phiếu mua hàng trị giá 100.000 thôi cho anh chị có lượt xe nhiều nhất đúng không ạ? Tính một lần trên các hội nhóm các anh chị nhé. Mà anh chị nào đã chia sẻ rồi thì mình có thể vào đây để ngắm các cái mẫu sản phẩm mới của Zody. Và mình có thể chọn lựa sản phẩm trực tiếp trên livestream này luôn các anh chị nhé. Chào chị Minh Tuyên ạ. Vâng, rất là rẻ chị ạ. Các anh chị ơi, đối với những cái sản phẩm thiết kế như này với giá tầm như này rất là trung bình rồi ạ. Rất là bình dân rồi. Các anh chị ơi, em xin phép giới thiệu sang mẫu tiếp theo nhé. Mẫu tiếp theo, đây ạ. Mẫu này là một dáng sơ mi vạt cổ đuôi tôm các chị nhé. Với điểm nhấn là phần vạt cổ này, dáng gần như kiểu thắt cà vát ấy, nhưng mà rất là đẹp các chị nhé. Đuôi tôm các chị nhé. Với dáng này là các chị có thể mặc suông kết hợp với quần Âu hoặc chân váy hoặc là quần jean rất là ok luôn nhé. Hoặc là mình có thể sơ vin. Rất là đẹp. Mẫu này thì hiện tại bên em có màu cam và màu hồng này các chị nhé. Màu cam thì nó sẽ giống màu như này, nhưng hiện tại bên em màu cam đã bán hết luôn rồi các anh chị nhé. Màu cam em có màu hồng và màu cam mẫu này ạ. Đây ạ. Màu cam giống y như này luôn các chị nhé. Đây là một dáng tiếp theo ạ. Chào chị Hồ Ngân. Chị Hồ Ngân ơi, áo trắng em mặc có giá là 399.000 nhé. Nếu mà chị là người may mắn có lượt chia sẻ livestream ngày hôm nay nhiều nhất thì chị sẽ được giảm giá ngay 100.000 luôn ạ.
chỉ duy nhất một phiếu mua hàng 100.000 thôi. Nếu mà anh chị nào ưng mẫu sản phẩm của Jody thì hãy nhanh tay chia sẻ để mình có cơ hội giảm giá 100.000 các anh chị nhé. Rất là đơn giản thôi, các anh chị vừa theo dõi các sản phẩm của Jody mà vừa chia sẻ livestream mình sẽ được tặng quà các anh chị nhé. Đây ạ, mẫu sơ mi và cổ đuôi tôm của bên em chỉ có giá là 389.000 thôi ạ. Mẫu này chỉ có giá là 389.000 các anh chị nhé. Bên em có từ size S luôn ạ. Đây là giá mẫu dáng suông, đa số sơ mi bên em là mẫu dáng suông nhé. Khi mà các anh chị mà kết hợp mình sơ vi lên thì lên dáng nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các chị nhé. Đây ạ, 389.000 mẫu này các chị nhé. Có màu cam và màu hồng nè, màu cam và màu hồng các chị nhé. Các chị thích màu nào hoặc là ưng size nào thì mình hãy comment trực tiếp trong livestream để bên em có thể tư vấn cho các anh chị nhé. Có chị nào muốn đặt câu hỏi cho mẫu sản phẩm sơ mi và cổ đuôi tôm thì mình hãy comment ngay bên dưới nhé. Hoặc các anh chị có thể inbox chiều cao cân nặng bên em sẽ tư vấn cho các chị size số được không ạ. Và đừng quên cơ hội được giảm giá ngay 100.000 cho các anh chị chia sẻ livestream ngày hôm nay của Jody Gia Lộc ạ. Chỉ duy nhất một phiếu mua hàng trị giá 100.000 thôi các anh chị nhé. Hãy nhanh tay lên ạ. Cơ hội chỉ có một thôi, dành cho anh chị nào có lượt xe nhiều nhất nhé. Em sẽ sang mẫu tiếp theo đúng không ạ? Nếu mà không có anh chị nào đặt câu hỏi cho mẫu sản phẩm này nhé. Đây ạ, một mẫu sơ mi rất là hot của Jody trong mùa thu năm nay ạ. Cực kỳ sang chảnh luôn các anh chị nhé. Mẫu này bên em có màu đỏ và màu trắng các anh chị nhé. Tông màu trắng là tông màu truyền thống rồi đấy ạ. Màu đỏ và màu trắng ạ. Với điểm nhấn là một dây nơ cổ các chị nhé. Dây nơ cổ ạ, rất là xinh, rất là dịu dàng các chị nhé. Và thêm điểm nhấn là phần tay bèo, tay chun này, chun tay và đính ngọc trai ở tay các chị nhé. Đây ạ, mẫu này là mẫu áo tay lửng các chị nhé. Nhanh tay chia sẻ livestream mà có cơ hội giảm giá 100.000 các anh chị nhé. Chỉ một phiếu duy nhất rồi các anh chị nhé. Đây ạ. À, mẫu này chính là cái mẫu canh này em đang mặc đây các chị nhé. Rất là xinh luôn các chị ạ. Các chị có nhìn rõ dáng sơ mi canh này em đang mặc không ạ? Lên dáng rất là xinh, các chị mặc lên form dáng của mình thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Đây ạ, mẫu này có màu trắng và màu đỏ các chị nhé. Mẫu này có màu trắng và màu đỏ luôn, rất là đẹp, dây nơ rất là xinh các chị nhé. Chỉ với giá là 379.000 thôi ạ. Các chị sẽ được giảm giá ngay 100.000 cho lượt chia sẻ livestream nhiều nhất của Jody được không ạ? Chỉ duy nhất một phiếu 100.000 dành cho các anh chị chia sẻ livestream nhiều nhất thôi ạ. Rất là dễ đúng không ạ? Rất là dễ được giảm giá, nhận được phiếu giảm giá từ Jody. Mẫu này bên em có size S, size M và size L các chị nhé, S, M, L luôn ạ. Với cái dáng dây nơ cổ tròn như này ạ, thì các chị người gầy gầy một chút mình vẫn mặc được nhé, sẽ không bị sợ hở phần xương quai xanh đâu ạ. Đây ạ, 379.000 mẫu này các chị nhé. Các chị thích màu nào thì comment trực tiếp trong livestream này các chị nhé, hoặc là inbox cho Jody được không ạ? Và các chị đừng quên nhé, mình đã ưng sản phẩm rồi thì đừng quên cơ hội được giảm phiếu 100.000 là hãy chia sẻ livestream các chị nhé. Và các anh chị ơi, và đặc biệt thì tại Jody vẫn đang có chương trình giảm giá áo phông cao cấp của Jody nguyên giá là 229.000 và giảm giá chỉ còn 99.000 thôi các chị nhé. Số lượng chỉ còn có hạn thôi, bên em đã chạy chương trình rất là dài rồi và chỉ còn số ít ngày nữa thôi, các anh chị hãy nhanh chân qua Jody để sở hữu mẫu áo phông cao cấp của Jody chỉ còn 99.000 các anh chị nhé. Mỗi khách hàng chỉ có cơ hội được mua một sản phẩm áo phông cao cấp với giá 99.000 thôi. Và đặc biệt chỉ cần các anh chị chia sẻ livestream, chia sẻ bài viết áo phông 99.000 và like và share là được anh chị nhé. Rất là đơn giản để mua, giá cực kỳ là hấp dẫn đúng không ạ? Oh, xin lỗi mọi người. Mọi người em sang mẫu tiếp theo mọi người nhé. Rất là nhiều mẫu sơ mi mới về. Ngoài những cái dòng sơ mi nam nữ ra thì bên em rất là nhiều mẫu sản phẩm mới về, như áo khoác bomber này, áo gió này, đầm, váy đầm về rất là nhiều các chị nhá. Mùa cưới rồi, mùa đi chơi, mùa lễ hội, các anh chị hãy ghé ngay qua Jody để mình chọn lựa mẫu sản phẩm ưng ý nhất được không ạ? Các chị ơi, mình hãy comment nhá, hãy comment và tương tác lên ạ. Và chia sẻ livestream các chị nhá. Cơ hội nhận giá phiếu giảm giá 100.000 ạ. Em sang mẫu tiếp theo các chị nhá. Đây ạ, mẫu sơ mi hot nhất của Jody mới về đây ạ. Mẫu này rất là sang chảnh luôn các chị nhá, và rất là trẻ trung đấy ạ. Cho em xem mẫu Việt Nam đi. Chị Như Quỳnh ơi, hiện tại thì hôm nay em sẽ xin phép giới thiệu các mẫu sơ mi nhé. Nếu mà chị muốn tư vấn sản phẩm mẫu Việt Nam thì chị có thể inbox cho Jody Gia Lộc được không ạ?
bên em sẽ và từ comment chiều cao cân nặng của anh nhá. Bên em sẽ tư vấn cho chị được không ạ? Chị có thể inbox riêng cho Jody nhá. Việt Nam thì bên em hiện tại rất là nhiều mẫu chị à, có thể dẫn anh qua thử sản phẩm lên dáng luôn chị nhá. Nếu ở nhà mình ở gần Jody Gia Lộc ạ, hoặc chị có thể inbox chiều cao cân nặng của anh trong livestream này, bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho chị nhá. Được không ạ? Đây ạ, em xin phép giới thiệu mẫu sơ mi tiếp theo được không ạ? Chị Như Quỳnh nhớ inbox cho Jody hoặc comment chiều cao cân nặng của anh trong livestream này nhá, hoặc là inbox được không ạ? Mẫu sơ mi mới về dáng suông ạ. Sơ mi suông nẹp cúc đó chị nhá. Với điểm nhấn là thêm hoa cài cổ rất là xinh. Với hoa cài cổ giờ thì các chị có thể tháo ra hoặc mình đeo trực tiếp như này rất là đẹp các chị nhá. Mình không thích thì mình có thể tháo rời ra được luôn đấy ạ. Đây ạ, dáng sơ mi rất là xinh luôn. Các chị có thể mặc kết hợp đi làm, đi chơi vẫn rất là được, rất là đẹp các chị nhá. Các chị ơi, mẫu này bên em hiện tại về thì có 3 màu các chị nhá. 3 màu ạ. Màu hồng. Màu hồng. Đây là màu xanh ghi ạ, màu xanh ghi và màu xanh biển nữa chị nhá, màu xanh biển nữa ạ. Đây ạ, 3 màu các chị nhá. Màu xanh biển, màu xanh ghi. Màu xanh ghi và màu hồng các chị nhá. Anh cao 1m63, nặng 52kg ạ. Ok, em cảm ơn chị Như Quỳnh. Chị ơi, bên em sẽ tư vấn cho chị trong inbox được không ạ? Bên em sẽ nhắn tin cho chị nhá. Chị có thể check inbox giúp bọn em nhá. 1m63 thì anh có thể mặc tầm 52 cân mặc size M chị nhá. Tầm khoảng size M chị nhá, anh có thể mặc vest size M. Ok chị, bên nhân viên bên em sẽ tư vấn cho chị trong inbox nhá chị nhá. Chị Ngoan ơi, chị Ngoan tiếp khách đúng không chú? Ok, em cảm ơn chị Như Quỳnh. Đây ạ, em xin báo giá, xin phép báo giá mẫu này nhá chị nhá. Mẫu sơ mi nẹp dấu nơ cổ lại, mẫu này chỉ có giá là 389.000 thôi các chị nhá. 389.000 ạ. Chị có phải không? Trả lời tư vấn cho em chị Như Quỳnh muốn xem vest ấy. Vest của nam ấy. Chị Như Quỳnh nhắn tin giúp em để bọn em có thể nhắn tin trực tiếp với chị luôn nhá. Đây ạ. Mẫu sơ mi này 389.000 các chị nhá. Và các chị sẽ có cơ hội được giảm giá ngay 100.000 nếu các chị có lượt chia sẻ livestream ngày hôm nay của Jody Gia Lộc nhiều nhất đúng không ạ? Nhanh tay chia sẻ livestream các chị nhá. Cơ hội phiếu giảm giá 100.000 cho tất cả các sản phẩm hàng thiết kế nguyên giá của Jody các anh chị nhá. Các anh chị sẽ được dùng cho sản phẩm từ 200.000 đồng trở lên, rất là ưu đãi luôn các chị nhá. Ok, 3 màu nhá. Các chị ưng màu nào thì hãy comment màu kèm size. Màu kèm size hoặc kèm chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn cho các chị nhá. Nếu mà ngại thì các chị có thể inbox cho Jody đúng không ạ? 3 màu các chị nhá, rất là xinh luôn, mẫu này rất là sang chảnh. Mới về thôi mà nhưng bên em chỉ còn 1-2 mẫu thôi các chị nhá, 1-2 cái thôi đấy. Các chị nhờ qua nhanh Jody nhá. Ok chị Như Quỳnh ạ, bên em rất là nhiều mẫu, bên em có thể chụp ảnh và gửi inbox cho chị nhá. Chắc là nhà chị ở xa Jody Gia Lộc đúng không ạ? Đây ạ, em xin phép giới thiệu thêm một mẫu sơ mi suông của nữ nhá. Nếu mà các anh chị quan tâm mẫu sản phẩm khác của Jody thì các anh chị có thể ghé fanpage của Jody Gia Lộc, like trang và theo dõi trang là bên em sẽ cập nhật các mẫu và các chương trình cực kỳ ưu đãi thường xuyên nhất cho các anh chị nhé. Và các anh chị tương tác theo dõi Jody Gia Lộc thì mình có cơ hội nhận được những cái phần quà cực kỳ may mắn trong các lần livestream hoặc những là cái bài mini game của Jody các chị nhé. Các anh chị nhớ like trang của Jody Gia Lộc bên em đúng không ạ? Và theo dõi fanpage của Jody Gia Lộc để theo dõi các mẫu mới nhất và các chương trình khuyến mại ưu đãi hấp dẫn nhất các anh chị nhé. Đây ạ. Mà mẫu sơ mi này với điểm nhấn là phần cổ cao này và phối nơ ở đằng sau các chị nhé. Đây là phần sau ạ. Phối nơ sau các chị nhé, dáng suông. Mẫu này thì hiện tại bên em có màu đỏ này, màu tím than và màu đen nữa các chị nhé. Đỏ đen tím than. Đây ạ, đây là phần sau các chị nhé, mình buộc dây nơ ở đằng sau ạ. Lên dáng này rất là sang nhá. Với những cái dòng sơ mi dáng suông như này thì khi các chị mặc lên form dáng và kết hợp với chân váy hoặc quần âu thì mình sẽ nhìn lên dáng lên rất là đẹp các chị nhé. Đây là những mẫu sản phẩm trong bộ sưu tập mùa thu, bộ sưu tập mới nhất của Jody các chị nhé. Mùa thu đông mà các chị có thể mặc kết hợp đi làm, đi chơi vẫn rất là ok luôn đấy ạ. Và đừng quên cơ hội mình được giảm giá 100.000 cho các anh chị, chỉ cần mình chia sẻ livestream thôi ạ. Xin chào chị Đỗ Vân ạ. Xin chào Ngoan Nguyễn.
À, chị Ngoan Nguyễn ơi, nhanh tay chia sẻ live stream nhé. Nếu mà chị ưng mẫu sản phẩm nào của Jody thì mình có cơ hội giảm ngay phiếu 100.000 được không ạ? À, các chị nào ưng mẫu sản phẩm này thì có thể đặt câu hỏi hoặc comment chiều cao cân nặng và size số ở bên dưới bên em tư vấn cho các chị nhé. Màu kèm size kèm chiều cao cân nặng được không ạ? Các chị nào đã dùng hàng của Jody, đã mặc sản phẩm của Jody rồi thì mình có thể form rất là chuẩn đấy ạ. Thế các chị có thể mình mặc size S thì mình có thể comment size S cho bên em nhá. Bên em sẽ vẫn ship hàng toàn quốc cho các anh chị nhá. Phí ship là 100.000 và free ship với hóa đơn 1 triệu anh chị nhá. Và các anh chị sẽ có cơ hội giảm được ngay 100.000 nữa, chỉ cần các anh chị có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất trên các hội nhóm thôi ạ. Nhớ chia sẻ để bạn bè của mình có thể ngắm được những cái mẫu sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của Jody các chị nhá. Đây là một màu tím than nhá các chị nhá, màu đỏ đây ạ. Đây là dáng dây nơ buộc sau các chị nhá. Đây là thân trước đây ạ. Em sang mẫu tiếp theo các chị nhá. Còn rất là nhiều mẫu ạ, trong một livestream ngày hôm nay thì em cũng chưa thể giới thiệu hết được ạ. À, khả năng thì em sẽ nhờ một các bạn mẫu mặc cho mặc cho mẫu. Mặc cho váy luôn. Cái sơ mi là được em. Thì em xin phép giới thiệu một mẫu sơ mi tiếp theo các chị nhá. À, với những cái dáng sơ mi suông nơ cổ như này thì rất là dễ mặc cho rất là nhiều độ tuổi các chị nhá. Các chị có thể mặc từ tầm trên 20 tuổi. Nhiều các cô của bên em vẫn mặc rất là ok luôn ạ. Dưới 50 tuổi mình vẫn có thể mặc được nhá. Với những các cô có phong cách trẻ trung một chút đó thì mình vẫn mặc rất là ok luôn ạ. Rất là nhiều khách hàng và các cô giáo viên bên em này hoặc là các chị văn phòng ạ, mình mặc những cái mẫu sơ mi này lên rất là xinh nhá. Mặc lên form dáng này mình sẽ nhìn lên rất là dễ chị nhá. Nhìn rất đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà mình để suông như này thì nhìn nó rất là đơn giản đấy ạ. Mẫu sơ mi này bên em sẽ có hai màu các chị nhá, màu đỏ và màu hồng ạ, hồng phấn các chị nhá. Sơ mi cổ tròn buộc dây nơ các chị nhá, dây nơ phối viền đen lên tạo điểm nhấn cho chiếc áo, tạo có điểm nhấn rất là đẹp các chị nhá. Có cả điểm nhấn ở viền đẹp, viền tạo viền ở tay nữa các chị nhá. Đây ạ. Mẫu sơ mi này bên em chỉ có giá là 389.000 thôi ạ. 389.000 giảm ngay 100.000 cho các anh chị có lượt chia sẻ livestream ngày hôm nay nhiều nhất và chỉ duy nhất một khách hàng may mắn nhất được không ạ? Mẫu này rất xinh nhá các chị ơi, các chị thích màu nào ạ? Các chị thích màu hồng hay màu đỏ thì hãy comment ngay trong livestream nhá. Đây ạ. À, rất là xinh đúng không ạ? Mẫu này lên dáng cực kỳ xinh luôn các chị nhé. Kết hợp với chân váy và quần âu thì không thể thiếu được với dòng sơ mi này rồi ạ. Em chào chị Thu. À, các anh chị ơi, các anh chị đừng quên nhé. Hiện tại bên em đang có chương trình áo thun 99k các chị nhé. À, nguyên giá là 229.000, giảm giá chỉ còn 99.000 thôi ạ. Và các anh chị mua một bộ vest của nam bao gồm quần âu và áo vest nam mình sẽ được tặng ngay một áo sơ mi trị giá 399.000 các anh chị nhé. Chương trình cực kỳ là ưu đãi cho các anh chị luôn ạ. Nên là các anh chị ơi, mình hãy nhanh chân ghé qua Jody Gia Lộc được không ạ? Để mình có thể thử lên những cái mẫu sản phẩm trong bộ sưu tập mùa thu mới nhất của Jody và nhận được cực kỳ nhiều chương trình ưu đãi của Jody đúng không ạ? Và ngoài ra tất cả các khách hàng đã từng là khách hàng thân thiết của Jody và có thông tin trong hệ thống Jody mua hàng rồi đấy ạ. Trong tháng 10 này các anh chị có sinh nhật nhá, mình sẽ được giảm giá ngay 40% cho một sản phẩm thiết kế nguyên giá của Jody các anh chị nhá. Đây là một chương trình dành cho khách hàng sinh nhật cực kỳ ưu đãi. Chương trình giảm giá lớn nhất của Jody từ trước đến giờ đấy ạ. Cho khách hàng có sinh nhật từ tháng 9 nhá các chị nhá. Và tất cả các anh chị có nhận được tin nhắn của Jody có mã giảm giá 40% thì các anh chị ơi mình hãy nhanh chân ghé qua Jody Gia Lộc nhá. Và mã giảm giá 40% cho khách hàng sinh nhật chỉ có thời hạn trong vòng 15 ngày tính từ ngày các anh chị nhận được tin nhắn được không ạ? Nên các anh chị ơi mình hãy nhanh chân ghé Jody nhá. Khi mà mình đã nhận được tin nhắn giảm giá 40% cho sản phẩm thiết kế nguyên giá sinh nhật của Jody rồi đấy ạ. Các anh chị đừng quên, chỉ cần chậm một ngày thôi là mã giảm giá sẽ hết thời hạn đấy ạ. Nên là hãy nhanh chân ghé Jody các chị nhá. Các anh chị ơi, các anh chị đang xem thì có thể thả tim cho em đúng không ạ? Thả tim hoặc là comment nhé. Các anh chị comment và tương tác nhiều lên được không ạ? Và đừng quên, các anh chị đã ưng mẫu sản phẩm nào thì đừng quên mình sẽ có cơ hội giảm giá 100.000 khi mà các anh chị có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất nhé.
Đó, mẫu sơ mi này có giá là 389.000 ạ. Giảm 100.000 cho các anh chị có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất ạ. Chào. Xin chào chị Vân Thỏ nhé. Dạ, chị Vân Thỏ vừa mới vào đúng không ạ? Chị Vân Thỏ nhớ là mình ngắm mẫu sản phẩm và mình ưng mẫu sản phẩm nào thì hãy comment trực tiếp cho Jody nhé. Và đừng quên chia sẻ livestream để nhận được ưu đãi giảm giá đúng không ạ? Đây ạ, một trong những mẫu sơ mi cực kỳ hot hit của Jody đây ạ. Giá nó xuống rất là dễ mỏng mày em. Các anh chị ơi, màu trắng nhưng với điểm nhấn của mẫu sơ mi này ạ, phối ren các chị nhá. Sơ mi trắng phối ren dáng suông, cực kỳ là sang luôn ạ. À, Vân ơi Vân có thể chia sẻ livestream để mình nhận có cơ hội nhận được phiếu mua hàng 100.000 nhá. À, và comment cho Jody đúng không ạ? À, các anh chị có thể thả tim ít ít một chút đúng không ạ? Bởi vì là thả tim nhiều thì dễ bị lag mạng đấy ạ. Em cũng rất là thích thả tim, thích các anh chị thả tim nhưng mà nó hơi bị lag đấy, mọi người xem nó sẽ bị khó đấy ạ. Mẫu sơ mi này hiện tại bên em sẽ có màu đen và màu trắng các chị nhá. Phối ren này rất là xinh các chị này. Em để gần cho mọi người xem nhá. Đúng rồi, rất là đẹp Vân nhá. Mẫu này bên em về lần nào là hết lần đấy luôn. Bên em toàn phải xin thêm hàng từ các cửa hàng khác thôi đấy ạ. Lên giá rất là sang các chị nhá, rất là sang luôn này các chị này. Mình mặc đi làm đi chơi rất là sang và đẹp nhá các chị nhá. Chất liệu lụa rất là mềm mại các chị này. Rất là mềm luôn các chị nhá. Màu trắng tinh khôi và thêm màu đen huyền bí nữa các chị nhá. Phối ren này ạ. Giá của mẫu sản phẩm sơ mi dây cổ ren chỉ có giá là 399.000 thôi ạ. 399.000 các chị nhá. Xin chào Hà Nguyễn ạ. Đúng rồi, đẹp. Vân ơi Vân đi làm thì Vân có thể chọn mẫu sơ mi này mình mặc đi làm đi chơi vẫn ok Vân nhá. Kết hợp với quần âu và áo sơ mi rất là đẹp luôn đấy ạ. Quần âu chân váy với kết hợp với áo sơ mi rất là đẹp nhá. 399.000 giảm giá ngay 100.000 cho mẫu sản phẩm này cho các anh chị có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất nhá. Chỉ duy nhất một phiếu mua hàng trị giá 100.000 thôi ạ. Em không biết là hôm nay anh chị nào là người có may mắn và có lượt tương tác nhiều nhất với Jody Gia Lộc. Ngày hôm nay thì mình sẽ may mắn chắc chắn một phiếu mua hàng trị giá 100.000 sẽ thuộc về các anh chị nhá. Nên các anh chị hãy nhanh chân ghé qua Jody để thử sản phẩm nhá, để mình có cơ hội được giảm giá nữa các anh chị nhá. Ok, cảm ơn chị Vân. Chị Vân nhớ chia sẻ livestream nhá. Mình tham gia bao nhiêu hội nhóm mà mình có thể chia sẻ được thì hãy chia sẻ để bạn bè, người thân của mình có thể biết được những cái chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn của Jody và những cái mẫu sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của Jody đúng không ạ? Ok, em sẽ sang mẫu tiếp theo nhé. Có anh chị nào muốn đặt câu hỏi cho mẫu sản phẩm này thì hãy comment ở ngay bên dưới nhé. Em sẽ trả lời các anh chị nhé, hoặc các anh chị có thể inbox cho Jody đúng không ạ? Đây ạ, thêm một mẫu sơ mi nữ. Mẫu này sơ mi có cổ các chị nhé. Điểm nhấn của mẫu sơ mi này là phối ren ở tay các chị nhé. Phối ren ở tay này. Đây ạ. Vẫn rất là sang các chị nhé. Thêm điểm nhấn một chút để tạo cho chiếc áo sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng hơn một chút đấy ạ. Rất là đẹp các chị nhé. Vẫn là form truyền thống, form dáng suông nhưng các anh chị mặc kết hợp đồ rất là đẹp luôn ạ. Nhiều khách nhà em nhìn giá thì rất là bình thường nhưng mà mặc lên, các chị thử lên các chị rất là thích luôn đấy ạ. Nên là các anh chị ơi, nếu mà các anh chị ở gần thì các anh chị hãy bớt chút thời gian qua Jody để thử sản phẩm nhé. Các anh chị thử lên thì mình sẽ biết cái mẫu sản phẩm nào, form dáng nào hợp với mình nhất nhá. Các anh chị thử thoải mái luôn qua Jody, mình thử sản phẩm thoải mái. Kể cả các anh chị chưa có nhu cầu mua, mình có thể thử lên để xem mình hợp những cái mẫu sản phẩm nào nhá. Để khi mà các anh chị có nhu cầu thì mình có chỉ cần qua Jody thôi là mình sẽ có cơ hội có thể chọn lựa cho mẫu sản phẩm mình nhanh nhất rồi đấy ạ. Đây ạ, mẫu sơ mi thì hiện tại bên em sẽ có từ size XS các anh chị nhá. Mẫu sơ mi can ren tay ạ, 449.000 ạ. Mẫu này có giá là 449.000 các chị nhé. Có hai màu truyền thống là màu trắng và màu đen ạ. Phối ren ở tay các chị nhé, rất là đẹp luôn đấy ạ. 449.000 các chị nhé. Giảm giá chỉ còn 349.000 duy nhất cho một khách hàng có lượt chia sẻ livestream ngày hôm nay nhiều nhất của Jody ạ. Cháu chào cô anh. Em chào chị Bảo Trang ạ. Chị ơi, gì đây đằng sau bên em có hai màu chị nhá. Có hai màu ạ, màu xanh như canh nhà em đang mặc và màu đen nhá. Và có thêm một số dáng nữa. Em sẽ xin phép giới thiệu xong mẫu sơ mi này thì em sẽ giới thiệu thêm một số mẫu gì mới về các chị nhá.
449.000 và giảm giá chỉ còn 349.000 cho khách hàng, cho một khách hàng may mắn duy nhất có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất nhất trên các hội nhóm được không ạ? Màu đen là màu trắng các chị nhá, mình sơ vin lên rất là đẹp luôn ạ. Đó, rất là xinh các chị nhá. Các chị có thể comment câu hỏi ở ngay bên dưới em sẽ trả lời các anh chị nhá. Ok các anh chị ơi, mẫu sơ mi thì em xin phép được giới thiệu một số mẫu như từ đầu livestream đến giờ. Và nếu các chị muốn tham khảo thêm nhiều mẫu sơ mi hơn nữa thì các anh chị có thể ghé qua fanpage của Jody Gia Lộc nhé. Like trang và theo dõi trang fanpage của Jody Gia Lộc để mình theo dõi các mẫu sản phẩm mới nhất của Jody đúng không ạ? Ok chị Bảo Trang, tất cả các anh chị ơi, em sẽ xin phép giới thiệu thêm một những cái dòng mẫu di lê mới về của Jody nhé. Di lê như các nhà em đang mặc là một dáng di lê dáng suông chị nhá. Có áo nhũ cộc tay không ạ? Chào chị Hương Còi ạ. Chị ơi, hiện tại thì áo cộc tay bên em còn một số dòng áo phông nữa nhá. Áo nhũ, có áo nhũ màu đen thì bên em có là dòng áo khoác lỉ các chị nhá. Áo khoác lỉ ạ. Cho chị một cái sợi. Mọi người chờ em xin một phút nhé. Đây ạ, dáng di lê như canh em đang mặc có màu đen và màu xanh nhá các chị nhá, màu xanh biển ạ. Ok chị Bảo Trang. Chị Bảo Trang mà ở gần Jody thì chị có thể ghé ngay qua Jody Gia Lộc để mình thử sản phẩm nhá. Với chiếc di lê dáng suông này các chị có thể kết hợp với cả áo thun, chân váy. Áo thun kết hợp với chân váy dáng ôm nhá, hoặc là chân A, hoặc là quần short các chị nhá, hoặc là áo len nhá. Mùa này mình mặc rất là dễ luôn ạ. Mùa thu thì mình mặc áo thun mỏng một chút ạ. Em mặc cái áo bên trong mà nó hơi rộng mà nó sẽ không hợp một chút nhá. Đây nhá, em mặc thử lên form dáng cho các chị nhìn thôi ạ. Đó. Đây em đang mặc là size M nhá, bình thường em chỉ mặc size S hoặc size XS thôi ạ. Mẫu di lê này hiện tại bên em có giá 679.000 các chị nhá. Di lê chỉ có giá là 679.000 ạ. Hai màu các chị nhá, màu xanh và màu đen nha, em đang mặc ạ, 679.000. Và các anh chị may mắn chia sẻ livestream nhiều nhất thì sẽ được giảm giá ngay 100.000. 679.000 thì chỉ còn 579.000 cho các anh chị có lượt chia sẻ livestream ngày hôm nay nhiều nhất của Jody Gia Lộc các chị nhá. Đây ạ. Chỉ duy nhất một phiếu mua hàng chỉ giá 100.000 thôi ạ. Tại vì phiếu mua hàng này không phải lúc nào mà em cũng có đâu ạ. Di lê 6 cúc các chị nhá. Di lê 6 cúc ạ, có túi các chị nhá. Rất là trẻ trung luôn ạ. Mình có thể kết hợp với cả chân váy, quần short hoặc là quần jean các chị nhá. Dáng rất là trẻ trung ạ. Dáng suông các chị nhá, dáng suông ạ. Ok ạ. Các anh chị ơi, mình ưng mẫu sản phẩm nào hoặc là có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment bên dưới ngay trong livestream này nhá. Hoặc là inbox cho Jody, bên em sẽ trả lời cho các anh chị nhé. Nếu mà bên em có trả lời chậm một chút thì các anh chị có thể thông cảm cho bên em đúng không ạ? Bởi vì là tại cửa hàng thì bên em cũng rất là nhiều khách, bên em cũng rất là muốn trả lời được inbox sớm, nhưng mà tại vì số lượng nhân viên cũng không được nhiều ấy ạ, nên là các chị có thể thông cảm nếu mà bên em trả lời tin nhắn muộn nhé. Đây ạ, 679.000 nguyên giá các chị nhé. Em sẽ xin phép sang mẫu di lê tiếp theo nhé. Mẫu di lê này bên em rất là hot luôn đấy ạ. Dáng mặc rất là đẹp các chị nhá. Các chị cao thì mặc đẹp hơn rất là nhiều, em hơi thấp một chút đấy. Đây ạ, thêm một mẫu di lê hot hit mới về này các chị ơi. Mẫu di lê kẻ các chị nhá. Rất là sang chảnh luôn ạ. Mẫu này là dáng ôm các chị nhá, dáng ôm. Các chị ơi, mình nhìn rõ dáng không ạ? Đây ạ. Mẫu này bên em cũng có hai màu nhá. Hai màu kẻ. Đây ạ. Cái này có túi chéo các chị nhá, túi chéo ạ. Em mặc cái áo bên trong mà nó không hợp lắm. Bên trong này mình mặc áo ôm sẽ hợp hơn các chị nhá, áo thun ôm hoặc là áo len ôm nhá. Dạ đúng rồi, rất là đẹp luôn đấy ạ. Dáng này mặc rất là đẹp và dáng nó cũng ngắn thôi các chị nhá, nên là các chị chiều cao thấp một chút thì vẫn mặc rất là ok luôn. Chắc là không ai thấp bằng em đâu, nên là các chị mặc thoải mái luôn nhá. Mặc thoải mái luôn, trên 1m45 là mặc được hết các chị nhá. Đây ạ. Không phân biệt chiều cao luôn các chị nhá. Mà càng cao thì mặc càng đẹp luôn ạ. Em chào chị Lương Hiền ạ. Xin chào tất cả các anh chị đang xem livestream của Jody Gia Lộc.
Và các anh chị ơi, các anh chị nào vào sau thì đừng quên chia sẻ livestream của Jody Gia Lộc lên các hội nhóm các anh chị tham gia nhé, để mình có cơ hội nhận được phiếu mua hàng giảm giá 100.000 cho tất cả các sản phẩm thiết kế nguyên giá của Jody trị giá từ 200.000 đồng trở lên các chị nhé. Ví dụ các chị mua áo thun trị giá 200.000 thì mình sẽ được giảm giá ngay 100.000, chỉ còn 100.000 thôi. Giảm giá 50% đấy các chị nhá. Nếu mà mình mua sản phẩm trị giá 200.000, cực kỳ là ưu đãi luôn cho các anh chị xem livestream ngày hôm nay của Jody Gia Lộc đúng không ạ? Chỉ duy nhất một phiếu mua hàng thôi các chị nhá. Anh chị nào nhanh tay và chia sẻ nhiều nhất thì sẽ được nhá. Đây ạ, hai màu các chị nhá. Đây ạ. Hai mẫu kẻ đây ạ. Mẫu này là kẻ sọc hồng các chị nhá. Kẻ sọc hồng là dáng em đang cầm trên tay đây ạ. Còn dáng em đang mặc là kẻ sọc xanh á chị nhá. Cái này là kẻ sọc xanh. Em đang mặc là kẻ sọc xanh á chị nhá. Kẻ sọc xanh này, kẻ sọc hồng nhá. Đó. Các chị ơi, mình ưng mẫu sản phẩm nào thì mình hãy comment chiều cao, cân nặng, em sẽ tư vấn size số và màu sắc cho các anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Dáng ôm á chị nhá, rất là xinh luôn. Các chị nào ưng mẫu này thì hãy qua ngay Jody để mình thử lên sản phẩm nhá. Và đừng quên chia sẻ livestream đúng không ạ? Em xin phép của bỏ áo này nhé. Rất là xinh luôn, dáng này rất là xinh đó chị nhé. Di lê dáng ngắn ạ. Mọi người ơi, nhớ chia sẻ livestream mọi người nhé. Các anh chị ơi, hãy nhanh chân qua Jody Gia Lộc để các anh chị có thể thử tất cả các sản phẩm của Jody trong bộ sưu tập mới nhất của Jody trong mùa thu năm nay nhé. Em thì cũng rất là muốn giới thiệu được nhiều mẫu sản phẩm hơn nữa đấy. Nhưng mà thời gian thì cũng có hạn nên là em sẽ xin phép dừng livestream ngày hôm nay tại đây đúng không ạ? Và chúc các anh chị một buổi tối thật là vui vẻ và chúc anh chị ngủ ngon. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều vì đã xem và tương tác và chia sẻ livestream ngày hôm nay của Jody Gia Lộc ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Jody xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các anh chị trong livestream lần sau nhé.